Vâng, thưa quý vị và các bạn, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019, giải đấu rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng chuyền của Việt Nam, sẽ diễn ra tại Quảng Nam từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 8 và rất có thể sẽ có nhiều thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam tham dự giải đấu này. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.